Đền Bà Chúa Cà Phê. Đền Chúa Cà Phê nằm ở gần ga Phố Vị, Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đền Bà Chúa Cà Phê được mệnh danh là một chúa bói của người Nùng. Tử vi xem tướng như thần, bói trong gia sự 10 phân vẹn 10. Đoán thần tướng, thương dân chính đạo, giải hạn oan, chỉ bảo căn do. Ngôi đền hiện nay vẫn giữ được dáng cổ và khá uy nghi. Về thân thế của chúa cà phê, chúa cà phê là bà chúa bói người Nùng từ thời thượng cổ. Trong các vị chúa bói trên ngàn, bà là người có nhiều quyền phép nhất. Có một số quan niệm cho rằng bà chúa bói cà phê là bà tổ của chúa bói, tức là bà chúa bói đầu tiên của nước ta. Tuy nhiên, bà lại sống ẩn dật trong núi, không xuất thế, vậy nên ít người biết tới bà. Bà vẫn thỉnh sau tam vị chúa Mường. Chúa Cà Phê là một trong những chúa bói lâu đời nhất của Việt Nam. Đền Bà Chúa Cà Phê là một ngôi đền thiêng. Trước đây, người Pháp cho trồng thử cây cà phê ở vùng này. Cà phê không mọc nổi, còn công nhân thì ốm đau, tai họa liên miên. Lo không biết vì sao, công nhân đã đến kêu lễ tại một miếu nhỏ vô danh trong khu rừng cà phê. Do cầu đâu được đấy, thấy miếu linh thiêng nên nhiều công nhân đã góp tiền xây dựng miếu thành đền. Kể từ đó, đền được gọi là Đền Chúa Cà Phê. Bà Chúa Cà Phê không hay về ngự đồng như tam vị chúa Mường, nhưng nếu có đại tiệc mở đàn chúa bói thì người ta cũng hay thỉnh chúa bà về. Khi giáng đồng, bà chúa thường mặc áo đen, có nơi hầu chúa lại mặc áo xanh hoặc áo vàng. Tuy nhiên, khá ít người hầu chúa mặc màu áo như vậy.